your knowledge with the Vietnamese trader. So because the majority of them, they cannot understand English. So when you say something, please just stop just a second and I will translate to Vietnamese and then you can continue. So now you can say hello with the all okay. Vietnamese people. Yeah. Okay. Welcome everyone. Okay, Nick, I can start now. Can I start? Yeah, you can start now. Yeah. Okay, welcome everyone. I'm glad you are here. This will be your binary options webinar for today. I will share some concepts of binary options from my experience. I'm going to make sure you to understand those concepts, how to use them, what exactly they do for you, and what is the risk involved with those concepts. Remember, in everything we do, there is a risk. We just understand how we can minimize that risk and how we can use to take advantage of any situation to make it better. So we need to educate ourselves. We need to train ourselves. We need to give us best opportunity. Brother. And we want to odds in our favor. This is very important. So first of all, let's introduce myself. That's me. My name is Muhammad Ishaq. I'm a professional trader. I started my career as a financial analyst in Pakistan Stock Exchange back in 2013. So now I'm going to share the topic. Okay. Sorry, professor. Yes. Can you help me to move all the people in the room, okay, except only me? I think there are 100% are there. There are 100%, and I think this is the limit of this meeting. Not increasing. I think it's Anh Đặng Văn Quốc làm ơn tắt mic giúp em ạ. Okay, professor, please mute all the people except me, okay? Okay. And okay, now room is 100, so it's full. So don't admit more people. Okay, now we will start. Okay. To make sure that our meeting will succeed, we will not admit more people. Okay. Okay. Brother. So now I will translate a little bit your talking about by English. So some people they are not understand. So let me translate something by Vietnamese, and then you can start. Okay. Thì anh ấy nói là anh ấy là người sáng lập ra cái viện về trading Ihaku Binary Academy ấy. Anh ấy là một trader, professional trader, tức là một trader chuyên nghiệp tại Pakistan. Và anh ấy có rất nhiều cái kinh nghiệm về giảng dạy, về trade ở trên cái thị trường tài chính. Anh ấy là tốt nghiệp là MBA. Thì ngày hôm nay ấy, thì anh ấy sẽ chia sẻ một số các cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mà anh ấy trong quá trình nghiên cứu, anh ấy đã tích lũy được những cái kiến thức để chia sẻ lại cho mọi người. Thì em hy vọng là rất là khó có được những cái cơ hội như vậy. Thì em hy vọng là mọi người có cái thái độ nghiêm túc học tập, bởi vì bọn em dành thời gian mời chuyên gia tất cả mọi người vào đây, thì mọi hoang hy vọng là mọi người nghiêm túc. Okay, professor, now you can start your topic today. Okay. So my first topic for today is support and resistance. How we can draw and how the support and resistance is developing a market. So we will talk about the support and resistance in our first topic. Hôm nay ấy, thì cái topic đầu tiên, tức là cái chủ đề đầu tiên sẽ chia sẻ về hỗ trợ kháng cự. Làm thế nào đấy để chúng ta vẽ được những cái hỗ trợ kháng cự trong cái việc trading trên binary option và apply cái này như thế nào? Okay. Okay, so support and resistance is based on the demand and supply. If you understand the demand and supply, then you can understand the support and resistance and how the support and resistance is developing. So the first and basic concept is demand and supply. Okay. So về hỗ trợ và kháng cự, thì cái bản chất của hỗ trợ kháng cự chính là về supply demand, tức là cung và cầu. Và nếu như các bạn hiểu về bản chất của cung cầu thì các bạn sẽ hiểu về cái vận hành của supply của hỗ trợ và kháng cự. Okay. So when the demand is increasing and supply is decreasing, the market creates an uptrend. Market creates an uptrend.
And when khi mà cái demand, tức là cái cầu ấy, nó tăng thì cái xu hướng thị trường sẽ là tăng lên. Bạn Tâm Lương tắt mic đi giúp mình nhá. And when the supply is increasing and demand is decreasing, then the market creates a downtrend. Và cũng như vậy thôi, khi mà cái lượng cung nó có dư thừa thì thị trường sẽ là downtrend thôi, thị trường giảm. And when the supply and demand is equal, we can say equilibrium. That time the market will create a ranging market, the ranging trend, the sideways trend. Yeah. Tức là khi mà cái cung cầu nó bằng nhau á, thì thị trường lúc đấy sẽ là thị trường sideways, thị trường ranging, thị trường sideways. Okay. When so the development of support and resistance, it's depend upon the demand and supply. When the demand and supply changes their positions, and if just to assume that if the market is moving up and the demand is decreased, supply increase, and market will make a curve, it will make a reverse. So this price movement in up direction and suddenly falling in down, this curve, this level is called as a resistance. So this is our the first resistance. When the supply is increases, then the demand, we will get a resistance level. Tức là ấy, tức là khi trong một cái thị trường đi lên, sau đấy thì cái demand, tức là cái nhu cầu nó tăng lên đến một cái giai đoạn nào đấy thì nó sẽ bị giảm đi, và chính cái sự giảm đi đấy thì nó tạo về cái thị trường nó sẽ lùi về, và đấy cái đỉnh đầu tiên đấy thì nó tạo thành một cái gọi là resistance. Okay. And at the same way, when the supply is more than the demand, then market is creates a downtrend. And when here in this point supply is decreases, then the demand, and demand is slowly increases, and market is making a reversal. So when market moves up, when moving up, it means the demand is more than the supply, and it reversal area, this is called a support level. Thì cũng ngược lại như vậy thôi, khi mà cái supply nó dư thừa ấy, thì thị trường nó sẽ downtrend, và khi nó down đến một giai đoạn nào đấy thì cái demand, cái nhu cầu nó bắt đầu nó tăng, và cái việc đảo chiều của thị trường đấy nó tạo là một cái gọi là support level, là cái điểm hỗ trợ ấy ạ. Okay. So these support and resistance can happen in a market in a first attempt. And sometimes these previous support and resistance levels can be respected. When the next time market touches on these levels, then these levels can be respected. Thì khi mà cái hỗ trợ kháng cự nó đã hình thành trong quá khứ rồi, các cái hỗ trợ kháng cự này nó sẽ tác động đến cái việc hình thành các cái hỗ trợ kháng cự ở trong tương lai, ở trong sau này nó sẽ có những tác động đến cái việc giá sẽ di chuyển trong tương lai. Okay. Okay. The first and basic rule of support and resistance is how to draw the levels. Cái đầu tiên trong cái việc là support and hỗ trợ kháng cự đấy là làm thế nào đấy để chúng ta vẽ được cái level. Làm sao chúng ta vẽ được cái level nào là hỗ trợ và kháng cự ấy? Here we are looking, market is moving up and market is decreasing. It give us a level. This is a level. When market is moving down and going up, this is a level. Đấy thì mọi người có thể quan sát ở trong cái đoạn thị trường này, sau khi nó up trend lên, nó lùi về, nó up trend lên, nó hồi lại, thì cái điểm đầu tiên của việc hồi đấy chính là một level, và cũng ngược lại, sau khi nó đi xuống hai cái nến đỏ, sau đấy nó đi lên cái nến xanh, thì dưới này là một cái level. Ok. Every color change two candles act as a support and resistance. That is the first and basic concept of the color change support and resistance. Cái khái niệm anh ơi, chia sẻ màn hình đi, chưa nhìn thấy màn hình đâu cả. Chia sẻ rồi mà. Mọi người có nhìn thấy màn hình không ạ? Có mà. Thầy xem lại nhá. Thì để em nói tiếp, cái khái niệm cơ bản đầu tiên của hỗ trợ và kháng cự là gì? Là khi mà cluster, tức là một chùm hai cây nến được hình thành, thì đấy là một cái khái niệm cơ bản nhất về hỗ trợ kháng cự. Okay. So these two color change levels,
we will draw the levels from horizontal level line. So the first draw level will be drawn on the second candle open price, and the second line will be drawn in the highest wick of these two candles. Đầu tiên nhá, đầu tiên cái khái niệm đầu tiên để vẽ cái hội chợ kháng cự là mình sẽ vẽ cái giá đóng cửa, cái giá đóng cửa của cây nến thứ hai trong một cái cluster, tức là một chùm nến hai cây nến đấy, và cái điểm thứ hai mình vẽ sẽ là giá cao nhất trong hai cây nến đấy. Ok. And when we draw the support, so first the second candle open price, we will draw the level. This is called the horizontal level, and again we will draw the highest, the most wick, which is bigger than these two candles, we will draw, and this whole area is called as a range. This whole area is called as a range. Thì đây là cái khái niệm rất là cơ bản về cái vẽ hỗ trợ kháng cự. Thì đầu tiên trong cái vẽ hỗ trợ cái kháng cự ở bên trên, thì như em vừa nói là mình sẽ lấy cái giá mở cửa của cái cây nến thứ hai và cái điểm cao nhất trong hai cái cây nến đấy, mình vẽ cái vùng thứ nhất là cái vùng kháng cự, còn cái vùng hỗ trợ cũng vậy, mình sẽ lấy cái giá mở cửa của cái cây nến đấy và cái giá thấp nhất của cái cây nến bên cạnh để mình vẽ ra cái vùng đấy, thì gọi là một cái vùng hỗ trợ kháng cự trong cái hai cái cây nến. Ok. That is the correct way of drawing the support and resistance basic concept. If we draw like this type of candlestick positions, then our support and resistance will be good, and every time it will work. When it will reaches everywhere, it will work for you. Everywhere it will work for you. Everywhere it will work for you. So that is the basic concept about the support and resistance. After that, we have the round numbers. These round numbers in the back side of the chart, these round numbers are based on the triple zeros, are two zeros, are one zero. So the triple zero okay. is most stronger, and the double zero is less stronger than the single zero. So single zero is very less stronger. Yes. Okay, excuse me. Okay. Thì nếu mà chúng ta vẽ được cái như anh ấy vẽ vừa trên đấy, thì anh thấy anh ấy nói là tất cả các cái khu vực sau đấy của thị trường nó sẽ phản ứng với những cái đường ấy vẽ, và các anh chị có thể quan sát trên biểu đồ thì những cái khu vực mà anh ấy vẽ ra nó phản ứng rất tốt với cái việc hỗ trợ kháng cự. Và cái khái niệm thứ hai của hỗ trợ kháng cự đấy là cái round number. Nếu mà cái round number có 3 cái số 0 ấy thì là nó được mạnh hơn cái number có số round 2 số 0 và lớn hơn cái 1 số 0. Ok. Ok, so then these three zeros round numbers are stronger support and resistance. This is less stronger. We can rely on this support and resistance. So this level is a support and resistance. When the price reaches this one, it will act as a resistance level. Or when the price is coming from the up direction, it will act as a support. So this proves that any one line can be a support, can be a resistance. Tức là một cái đường giá nào đấy có thể là vừa là hỗ trợ vừa kháng cự, như trong cái trường hợp nếu như cái đường giá chẵn là 3 số 0 thì giá đến đấy có khả năng phản ứng như là một đường hỗ trợ cũng như là một đường kháng cự. Ok. Ok. So after this round number and this color change support and resistance, now we have a doji. The doji candlestick. The doji candlestick is colorless candlestick. So we need the upper wick and lower wick of the doji that is act as a strong support and resistance. So we can draw this doji like this type of SNR level. So this whole area is acting as a support and resistance. When the price touches here, it will be rejected, or when the price closed on the support level, it will be rejected, it will be respected. So here you can see. Yes. Okay. Và cái khái niệm thứ hai hôm nay anh ấy chia sẻ với mọi người, và em nghĩ là cái này nhiều người ở Việt Nam không biết, đấy là cái khái niệm bản thân cây doji, bản thân nó là một cái đường hỗ trợ kháng cự. Và khi xuất hiện cây doji, mọi người lấy đỉnh cao nhất của cây doji và đỉnh thấp nhất của cây doji để vẽ cái đường hỗ trợ kháng cự. Thì mọi người có thể quan sát thấy khi mà nó vẽ như vậy lên một cái level như vậy thì giá sau này sẽ có cái đường giá cứ gặp đến cái cây doji đấy. Và anh ấy nói đây là một cái strong resistance and support, tức là một cái điểm hỗ trợ kháng cự rất là mạnh. Doji chính là một điểm hỗ trợ kháng cự rất là mạnh. Ok. This is a very new concept for SNR for Vietnamese people. I think so. Okay. So this doji upper wick and lower wick, you can see here, it's working as a support.
It's working as a resistance, it's working as a support. And the another concept which I am adding in the doji, when the doji level is breaking in up direction, it will be count as a fake breakout, market will reverse. When it will break downward, it will be the fake breakout, market will reverse. Okay, okay, this is very important. Okay, let me translate. Okay. Tức là anh ấy nói khi mà lấy cây doji làm cái đường hỗ trợ kháng cự thì ấy, nó sẽ xảy ra một cái là nó chạm cái đường đua cái hỗ mức hỗ trợ kháng cự của doji thì nó sẽ xảy ra cái việc break giá, có nghĩa là nó break lên, sau đấy nó sẽ hồi về bằng cây nến đỏ, như là trong cái trường hợp này mọi người đấy, khi mà sau khi nó break lên thì nó break lên cái doji đấy và nó đã relay lại một cái cây nến đỏ, và nếu mà nó break xuống dưới thì sau ngay lập tức nó cũng sẽ phản ứng đi lên. Thì anh ấy nói là cái việc fail break, tức là break giá, sẽ xảy ra rất thường xuyên ở những cái cản bằng doji. Okay. Okay, so as you are looking here, when the price is entering in the doji zone, market is reversing. Again, exit from the doji zone, market is reversing. Here entering, market reversing. Here entering, stop on the level, market is reversing. Here look at, when it crosses all the levels, it's reversing. Here it's reversing. Here it's reversing. And in this doji, when the price enter in this range, market is reversing. Here it's reversing. These are the levels where the doji level you see market entering and it will give you the reversal. Đấy thì mọi người có thể thấy ngay cái hiệu quả của cái cản bằng doji này đúng không? Thì như anh ấy nói, khi mà nó gặp cái cản của doji thì nến nó sẽ có trường hợp break giá, nó break lên, sau đấy ngay lập tức nó sẽ hồi về bằng cái cây nến đỏ này trong cái trường hợp này, và nó break xuống cái mức level dưới của cái cây doji đấy thì nó break xuống và sau đấy nó cũng hồi lên cây nến xanh là bằng cây này. Và trong trường hợp này cũng vậy, sau khi nó break lên thì nó ngay lập tức nó break xuống, và khi break xuống rồi ấy thì nó break qua cái level mà mình vẽ, nó ngay lập tức nó lên một cây nến xanh. Đấy, trường hợp đấy thì nó lặp đi lặp lại rất là nhiều, và đây là một cái khái niệm mà em nghĩ là nó rất là hay, và bản thân em trước đấy cũng không có biết cái khái niệm này. Okay. Okay, so after that there are so many concepts of the support and resistance, but now I'm giving you the new concept about the support and resistance you will never see in a YouTube channel or anywhere. So that okay. Is anh ấy nói là có rất nhiều các cái khái niệm về hỗ trợ kháng cự, và những cái mà anh ấy chia sẻ mọi người, và sau đây anh ấy nói mọi người những cái khái niệm về hỗ trợ kháng cự mà mọi người chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ từng nghe và từng thấy ở trên YouTube. Ok, brother. So we have three trends. The one is downtrend, one is uptrend, and one is ranging. The horizontal levels can be used only in a ranging market, then it will work. But in a trend, you need to use the diagonal support and resistance. Đấy thì mọi người dùng các cái đường ngang, các cái đường hỗ trợ kháng cự ngang chỉ để vẽ cho cái thị trường ranging market thôi. Còn đối với thị trường có trend, downtrend hay uptrend thì mọi người sẽ sử dụng hỗ trợ kháng cự như thế nào? Mọi người sẽ dùng một cái khái niệm gọi là dynamic support and resistance. Okay. So we have now this the trend we are looking at. Market is moving from here. If we are here, we just to add the trend line which is called a diagonal support, we just to need a take a point number A and point number B and just to draw the level. And what we will do after this point, we will just to clone or copy the level again, and this level will be the reversal point here. We will just to add their point here. So Lou, you will see when the price move up, rejected, move up, rejected, move up, rejected, move up, rejected, move up, crossed, fake breakout, rejected. Đấy thì mọi người đấy, trong cái thị trường uptrend này thì khi mình nối lại cái đường trend line của nó thì nó chính là cái đường hỗ trợ, và mình lấy ra cái song song của nó đối với những cái cây nến bên trước đấy và cái cây nến đối diện đấy, thì mình sẽ vẽ ra cái đường uptrend của nó, và mọi người có thể quan sát là cái đường giá nó sẽ đi, khi nó lên nó sẽ phản ứng, nó hồi. Same for here, if we just to connect the point A and point B, when the market is moving down, we just to clone the copy of this trend line and we just to draw here. Every time when market is coming down, it's touching, rejecting, touching, rejecting, touching, rejecting, touching, rejecting.
Đấy, cũng tương tự vậy thôi, khi chúng ta nối lại hai cái điểm A và B và chúng ta lấy ra cái giá đóng cửa, cái giá thấp nhất của cây nến đấy, và chúng ta có thể quan sát thấy là cứ chạm là nó bình thường. Mọi người vẽ hỗ trợ kháng cự thì mọi người cứ nghĩ là nó phải là một cái vùng rất là lớn hay một cái đường trendline rất là lớn, nhưng mà thực sự trong một cái đoạn nến thôi, trong một cái đoạn nến nó sẽ đi theo những cái khái niệm như vậy. Và đây trong những cái ví dụ của anh thấy thì là mọi người có thể thấy nó phản ứng rất là đúng với cái khái niệm đấy. So here, one time we will again try this trend line from here to here. You just draw at the two points, and the another point you can draw here or you can draw here. So just clone the trend line and draw and here. So when the price reaches here, you see a reversal happen in the market. Đấy thì mọi người có thể xem cái ví dụ này cho này đúng không? Khi mà anh ấy vẽ, anh ấy lấy ra cái đường phía trên và anh ấy kéo song song xuống dưới của cái đoạn nến đấy, thì mọi người có thể quan sát thấy nó phản ứng rất là tốt với các cái đường anh ấy vẽ. Okay. So now I'm sharing you the another concept about the support and resistance, which is called the 50% level support and resistance. Ok, thì bây giờ anh sẽ chia sẻ cho mọi người một cái khái niệm mới về SNR Support and Resistance. Nó gọi là cái 50% của cây nến, của một cây nến. Tức là điểm hỗ trợ kháng cự của 50% của cây nến. Đây cũng là một cái rất là mới đối với bản cá nhân em lúc trước khi mà chưa được tiếp xúc với cái này. Nhưng mà khi tiếp xúc rồi mới thấy là rất là tuyệt vời. Ok. As we know that this is a bigger candle in this trend and there is no price action in the past, you took a 50% level of this candle. So you just took a 50% level that will be like this one. Okay. So look at... mọi người có thể quan sát trong một cái cây nến mạnh của downtrend hay uptrend nhé. Mọi người lấy 50% của cây nến mạnh đấy. Mọi người vẽ một cái đường line của 50% của cây nến mạnh đấy. Và cái đường này nó sẽ phản ứng như một cái đường support and resistance. Ok. So when I draw just a 50% level of this candle, you see a reversal here, a reversal here, a reversal here. Đấy, thì mọi người có thể quan sát thấy khi mà mình lấy 50% của một cái cây nến mạnh trong một cái cây nến mạnh này, thì mọi người sẽ thấy nó phản ứng nó với như là một đường kháng cự bằng các cái cây nến. Khi nó hồi về đây nó phản ứng lên, khi nó hồi về đây nó phản ứng lên chỗ này, và khi nó hồi về đây nó phản ứng lên xuống ở đoạn này như là một cái đường hỗ trợ kháng cự. Ok. Even it's working here. So for to test the backs in the past price action, if there is a support and resistance or not, it's I'm going to prove now. Just to go backside, look at it's a support. If there is no marquee, so but this is giving you idea it's a correct support. So now if we are taking here from here where you see that this is a bigger candle and we are just taking the 50% level of the body, not a wick, only on the body. So look at here at the 50% level, marquee is reversing back from here and getting rejection from here. Tức là ấy, chúng ta sẽ lấy 50% của cái thân cây nến mạnh, chúng ta không quan tâm đến dâu nến, cứ lấy 50% của cái cây nến mạnh làm một cái điểm hỗ trợ kháng cự, thì mọi người có thể quan sát thấy là nó sẽ phản ứng giá tại cái điểm mà mình vẽ 50% đấy ạ, thì nó sẽ phản ứng giá, mọi người có quan sát thấy tại cái đoạn thị trường này không ạ? Khi bằng cái cây nó xuống tới cái đường 50% này của anh ấy vẽ ở đây thì nó đã phản ứng đây ạ. Thì có nghĩa là một cái khái niệm mới về hỗ trợ kháng cự đấy là hãy lấy 50% của một cây nến mạnh để làm các cái đường hỗ trợ kháng cự. Okay. So as like this one candle, if you take because there is no price action in the past and we can take a 50% level here. Look at the market is when reaching on this level and reaching on this level, it's working as a support and resistance. Only I'm taking the 50% level of this candle. Với hai cái cây nến này ấy, thì nó không có các cái hành động giá phía trước nên sẽ không có những cái việc là đưa ra những cái setup hay những cái ý tưởng giao dịch nào. Nhưng với cái việc mà mình dùng cái đường hỗ trợ kháng cự 50% của cây nến mạnh này thì chúng ta có thể thấy là các cái đường giá sau đấy nó sẽ phản ứng với cái mức 50% này, như đoạn này nó xuống và nó đã phản ứng giá ngay tại đường 50% này. Okay. So these levels we will test in the back side. You see here. It's taken from like a support, taken from like a resistance. How it's proved? Đấy, mọi người thấy ở cái lịch sử giá quá khứ cũng vậy thôi, nó sẽ phản ứng với các cái đường mình vẽ thôi, cho cái 50% giá 50% đấy nó vẫn phản ứng. Okay.
Okay, so that was all about the support and resistance. These topics are selected about the support and resistance. Now I'm going to show you the psychological patterns. Okay. Đấy thì hôm nay anh ấy cũng bật mí cho chúng ta được mấy cái khái niệm về support, về hỗ trợ và kháng cự. Thì em nghĩ là trong đây cũng có rất nhiều các cái trader giỏi, cũng có rất nhiều người có kinh nghiệm trader. Thì em tin rằng là có những cái khái niệm ban đầu thì nó thực sự là nó rất là cơ bản. Nhưng mà có hai khái niệm về hỗ trợ và kháng cự. Đấy là cái hỗ trợ kháng cự được hình thành từ cây doji và cái hỗ trợ kháng cự bằng những cây nến mạnh được hình thành trong một thân cây nến mạnh. Thì em nghĩ là nó là những cái điểm rất là mới trong cái khái niệm mới về hỗ trợ kháng cự trong cái việc trade trên binary. Và sau đây thì anh ấy sẽ chia sẻ về cái các cái kiểu dạng tâm lý nến. Okay. So we need one candle. That candle is called the wide range bar. Why? And that is a candle. Because this is a bigger candle, so this point and this point have a candle, and this bigger candle, we can say it's a wide range bar candle. Tức là chúng ta có một cái kiểu dạng tâm lý trong nến, trong giao dịch. Đấy là một cái cây nến rộng trong một cái vùng của một các cái cây nến đi sideways. Đấy, chúng ta có một cái cây nến gọi là wide range bar candle ạ. Nó rộng và nó cái vùng của nến nó cao hơn, nó rộng hơn những cái nến còn lại. Ok. So our setup starts from this wide range bar. When we found the wide range bar and the two candles are unable to break the wide range bar. Yeah. Và hai cái cây nến không thể phá qua được cái cây nến gọi là wide range bar, cái cây nến rộng ấy. Ok. So that is a candle, and the number one candle is this one, number two is this one, number three is this one. These two and three candles is unable to break the lower low of this one candle, so the next candle will be the call option. Nếu như có một cái cây nến, có một cái cây nến như vậy và có hai cây nến tiếp theo không thể phá vỡ được, unable tức là không thể phá vỡ được cái đường trên của cây nến đấy và đường dưới cây nến đấy, thì cây nến sau sẽ là một cây nến up trong một cái thị trường, nếu như cây nến wide range bar là một cây nến xanh. Like okay. This one, this is a wide range bar and this is a wide range bar. The two candles are unable to break the lower low or higher high of this candle. The next candlestick is a red. Đấy thì cái cây nến green. Yeah. Thì cái đoạn này cũng vậy thôi. Khi mà một cái cây range bar nó lớn, nó bao trùm hai cái cây nến ngược lại với xu hướng của nó, ví dụ như là nến xanh, thì nó sẽ có hai cây nến đỏ đóng ở trong cái nến xanh đấy và nó không thoát ra khỏi cái thân của cây nến xanh đấy, thì cây nến sau sẽ là một cái cây nến xanh. Ngược lại, và cái setup này em đã từng cái chia sẻ setup này trong cái buổi chia sẻ kiến thức của em cho mọi người rồi. Em nhớ không nhầm là như vậy. Ok. Same like this one. This is a wide range bar candle. The two candles are unable to break the high and low of this candle. You see, this is a red and that is a red candle. Đấy, và trong trường hợp mà nến đỏ cũng vậy thôi. Mọi người có thể quan sát ngay cái đoạn nến này, hàng một cây nến đỏ wide range bar, nó hai cây nến xanh phi lên nhưng không thể vượt qua được cái mức cao nhất và thấp nhất của cây nến đỏ đấy, thì cây tiếp theo sẽ là một cây nến đỏ. Ok. So now, when this is a complete setup, now the another setup inside it. So this is a setup is completed because 1, 2, 3, it's our entry point. So this goes up. Now we skip this one and again we count from here. 1, 2, 3. When two candles are red and one is green, the next one will be the red. Thì mọi người có thể đếm ở trong cái đoạn nến này này, có một cái setup này, 1 này, 2, 3 này, nhưng mà chúng ta sẽ không đếm cái cây nến xanh là nến 1. Nếu như chúng ta lấy cây nến đỏ đầu tiên là nến 1 này, nến 2 này, thì cây thứ 3 là up. Thì cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta lấy cái nến đỏ này là 1, nến 2, cây thứ 3 up, thì cái cây sau nó sẽ down. Ok. Once again, you see that the previous we trade here, this level and this candlestick goes up. Now the 1 and 2 is a red candle. This is a green candle. Next one will be the red one. It's also a setup. It's also a setup. So two candles you trade here and the two candles you are trading here. So you mean the in the ranging with the many candle, it cannot break
to the white rainbow candle, and it have a two rest candle. I'm going to again to show you here. So look at before when the setup our start from here. Okay. Okay. And when the two candles are there, these two red candles, we place a trade call option here because these two candles are unable to break the this one candle. So we place the call option here. When this call option completes, immediately we will place a put option because after new setup is there, this one is a new setup. And if you found the two red candle and one green candle, the next candlestick will goes down. If you found the one green candle, two red candle, the next candlestick goes up. So this is a pattern like this one. I'm drawing here, then you can be understood. So this is a pattern here. And there the end of the pattern is this one. These are the two patterns. Okay, I got it. So I understand. Okay, let me translate to them. Tức là nhá, mọi người, đây là một cái setup về về tâm lý nến mà em nghĩ là cũng rất là thú vị. Tức là ấy, với một cái cây nến lớn này này, hai cây nến đỏ nó đi trong cái vùng của cây nến lớn này nó không vượt qua được thì cây này sẽ là nến xanh. Sau cái cây nến xanh này lập tức nó sẽ hồi về một cây nến đỏ. Đấy, theo và cái cây nến xanh này, cái cây sau cái cây nến xanh này thì ngay lập tức nó sẽ hồi về một cái setup vào cây nến đỏ. Và trong ngược lại thôi, trong cái hai cây nến đỏ không hai cây nến đỏ xong đấy nó lập tức nó hồi về cây nến xanh thì cây nến sau là đỏ. Thì đây mọi người nhìn thấy cái setup này này, hai cây nến đỏ hồi lên nến xanh thì ngay xuống là nến đỏ, còn ở bên này là hai nến xanh đi lên hai nến đỏ không vượt qua nến xanh thì nó là một cây nến xanh đi lên sau đấy nó hồi về một cây nến đỏ. Ai mới vào tắt mic đi giúp em ạ. Okay, brother, please mute the some people there. Okay. Okay, you can continue. So now, this is the one pattern and second pattern. Now I'm showing you the third pattern. The third pattern, if you see that, my cake never. Okay, okay. Okay, brother, please mute the mic. The guy, okay. Okay, I mute it. So if you see that the two candles, if you give you the green, red, red, green, again, red, green. So this candle will be the red candle because it's a zigzag. Red, green, it will be the red and it will be the green. The two entries you can took here. Tức là đây là thêm một cái setup về về tâm lý nến nữa. Nếu mà nó cái đoạn thị trường nó đi với một nến đỏ, một nến xanh, một nến đỏ, một nến xanh, một nến đỏ. So brother, where is the entry point for this kind of setup? Okay. And look how we can up how we so can apply this? You need to apply. You first to analyze the two candles, the red green, again green red. Then it will be the opposite of the last green candle. It will be the red. And again, if you see the red, green, red, it will be the green. So I'm going to show you some here. Look at. Okay. Look at. So that is a setup. One green candle, one red candle. One number three is if a green candle, number four will be the red candle. This is the entry candle. So green, red, green is equal to red. So that is a red candle. Ok, đây thì đây là một cái setup về về tâm lý nến. Đấy là chúng ta có cây nến xanh này, xong cây thứ hai là cây nến đỏ này, xong cây thứ ba là cây nến xanh, tiếp là một cây nến đỏ. Thì đến cái cây nến xanh thứ ba đấy thì cây nến thứ tư sẽ là cây nến đỏ. Vậy là công thức ở đây là green tức là nến xanh này, nến đỏ này, nến xanh thì cây sẽ sau sẽ là nến đỏ. Ok. So same like here, if the first candle is a red, the second is a green, the third is a red. So green, red, green, red, the next candle will be the green. Đấy, và một cái setup nữa là một nến đỏ này. Một tiếp đến là một nến xanh này. Sau đấy một nến đỏ thì cây tiếp theo sẽ là nến xanh. Là công thức này thì là red là nến đỏ, green
red tức là cây nến xanh nằm giữa hai cây nến đỏ thì cây tiếp theo sẽ là xanh. Ok. So first we learn these setups, these one, because the one green to red, red, it will be the green, red, green, green, it will be the red. So green, green, it will be the red, it will be the green. So these are the four setups which I told you before. So on the sixth and seventh person here, that is this one. When you found the three candles in a row are the green, three candles row in a red, green, green, green. If you found a red candle and then you place a trade here, it will be the call option. It will be the put option if you found this these two setups. Với cái setup thứ 7 và thứ 8 này thì mọi người nhìn quan sát nha, nếu mà chúng ta có 3 cây nến xanh, 1 cây nến đỏ thì cây nến thứ 5 sẽ là cây nến xanh. Mọi mình sẽ điểm vào lệnh của mình sẽ là cây nến xanh. Thì công thức của nó là 3 green cộng với 1 red thì cây cây mình vào lệnh sẽ là cây thứ nến 5 là cây green. Còn trong cái setup thứ 8 thì là 3 nến đỏ, 1 nến xanh là nến thứ 4 thì mình sẽ cái điểm vào lệnh của mình sẽ là nến thứ 5 là nến màu đỏ. Như vậy là setup này gọi là 3 đỏ 1 xanh thì thành đỏ. 3 xanh 1 đỏ thì thành xanh. 2 xanh kẹp giữa 1 đỏ thì thành đỏ và 2 đỏ kẹp giữa 1 xanh thì thành xanh. Thì mọi người có thể chụp lại cái màn hình này và mọi người có thể ứng dụng cái setup này. Ok. Okay. So brother, I have a question. So for this kind of the candle psychology pattern, how we can apply this in what kind of the markets we can apply this for trade? Every time. In any market you can apply. I mean for the trending markets or the yes. Regular sideways markets or the... Yes. Everywhere. Just everywhere. Yeah. Everywhere. So this is the first candle. This is the second candle. This is the third candle. The rate goes down. A fourth candle. Look at this is your entry candle. It will go up. This đấy is thì your entry mọi người có thể quan sát ngay cái setup này của anh ấy về cái ba cái nến xanh, cái cây thứ tư là nến đỏ thì cây tiếp theo là nến xanh ạ. Đây là một cái setup về tâm lý nến ạ. Ok. So and if you remember the previous setup, when the green, red, green, green, red, green, it will be the red. Just to remember okay. The previous setup. Và đây nữa là một cái setup mà như em nói là một nến đỏ kẹp giữa hai nến xanh thì cây sau sẽ là nến đỏ đấy ạ. Okay. So after this setup, this second candle breaks the level. So we will never take any trade here because it's a strong candle. Market is moving up. Again, you see that if the green candle and two red candle are there and it close on the support level, you can place a call option here on this candle. Đấy thì trong cái đoạn thị trường này thì chúng ta sẽ không giao dịch cái cây nến mà khi mà nó đã break qua cái cây nến đỏ phía này và nó hình thành lên ba cây nến xanh, nó hồi về, nó phản ứng với cái đường giá, cái đường cản này này thì chúng ta có thể giao dịch lên bằng cái cây nến này. Ok. If you remember again, the red, red, green, red, red, green, the next will be the red and it's the red. Yeah. Thì đây là một cái setup mà trong cái setup anh ấy vừa chia sẻ đấy ạ. Hai nến đỏ này, kẹp một nến xanh ở dưới này, cây sau sẽ là nến đỏ này. Okay. If you again remember the red, green, red, it will be the green. Đấy và đây cũng là cái setup ấy xảy ra tiếp này, hai nến đỏ này. Kẹp nến xanh này, cây sau sẽ là phiên nến xanh này. Ok. Okay, so cho em hỏi là cái thị trường này 1 phút hay là 5 phút hay là mọi gì tí mọi... tí nữa hỏi đi em ơi, tí nữa hỏi không. Đi. Okay, so brother have some yeah. Guy he have a question. He asking what kind of the candle with the for example 1 minute or 5 minutes we can apply for this candle. You can apply in 5 minutes, you can apply in a 15 minutes, you can apply in everywhere every candle. Thì chúng ta anh ấy nói là chúng ta có thể apply ở tất cả các cái khung thời gian của nến nhá. Ok. Because it's a rule that when market is moving, it creates a pattern and pattern is depend upon the sequence. So this is the sequence of market. Market always move in this sequence. Thì thị trường nó sẽ luôn luôn vận hành theo sequence, tức là theo cái thứ tự của nó. Và khi mà nó đã vận hành như vậy ấy, thì nó luôn xảy ra những cái setup như vậy. Và đây là những cái
gọi là market sequence, tức là cái thứ tự của thị trường ấy, hay là market structure. Ok. So if we just skip this one because we took this trade now, the green, red, green, it will be the red and it's a red. This is your entry point again. So 3 to 4 entries you got in a row. Đấy thì chúng ta có thể thấy ngay những cái setup mà anh ấy vừa chia sẻ, chúng ta có thể nhìn ngay trong cái đoạn thị trường này rất là ít nến thôi, nhưng mà nó thực sự là nó có rất nhiều các cái điểm vào lệnh và nó cho cái tỷ lệ theo cái setup mà anh ấy đưa ra đấy rất là cao. Ok. Ok, so that's all about the 8 setup, which I 8 setup I will share the these slides with you that you practice on it, and if you have any question about these setups or you could have a question curious about their support and resistance, I will clear you. So that's all about my today's topics. Ok, thank you very much. So thì anh ấy nói là anh ấy sẽ gửi cái setup này cho mọi người để mọi người practice, và nếu như mọi người sau đấy mọi người practice và có những cái câu hỏi thắc mắc gì thì anh ấy sẽ có cái trả lời cho mọi người. Okay, Professor Mohammad Ihaku, thank you very much for your sharing some secret of the candlestick psychology pattern and also the SNR secrets with the Vietnamese trader. Thank you very much. So now, if they have someone, you have a question, just turn on. No, you don't need to turn on the mic. Just the text chat on the, and I will ask him, and he will okay. He will answer. And after this, you. I want to introduce your now, as I know you are the one of the most and famous professor on the teaching the binary option. So I really want to introduce your course with Vietnamese people. They want to learn because I know you have many secrets and you have many very good strategy, and we can apply and we can get the win rate really high. So today, after the for the question, I want you introduce a little bit your about the main content in your course and how many course you are teaching right now. And I want to help you to attract some Vietnamese people. They want to learn from you. Okay. Yes, you are welcome. All the Vietnamese brothers, sisters are welcome in my academy. Yeah. If they want to learn from me, I will give them on the concept, because I am not hiding any concept. Every concept I am sharing with the traders, because it's the right of the traders that they can learn this concept and they can earn money in this concept. Because you know that my academy have a slogan, learn together, earn together. Đấy thì anh ấy nói là anh ấy luôn luôn chào đón tất cả những người Việt Nam chúng ta muốn học cùng với cái viện của anh ấy, bởi vì anh ấy sẽ không có giấu giếm bất kỳ một cái kiến thức nào cả, vì trong cái slogan, tức là cái khẩu hiệu của cái viện của anh ấy chính là học cùng nhau và kiếm tiền cùng nhau. Và thực sự là khi mà em được học cùng với anh ấy thì em mới cảm nhận được một cái con người mà có một cái sự nghiên cứu cực kỳ nghiêm túc về và có một cái hiểu biết cực kỳ sâu và rộng về nến và về thị trường tài chính nói chung, và thực sự là khiến cho em cứ có một cái sự khâm phục rất là lớn. Và đấy là lý do mà em đã mời anh ấy có cái buổi chia sẻ với mọi người. Và thực sự khi mà mọi người có thời gian, mọi người được học trực tiếp với anh ấy thì mọi người mới thấy được cái từ trước đến giờ những kiến thức mình học nó thực sự là nó không biết, nó không đáng là cái gì cả so với những cái kiến thức mà mình được tiếp cận trong những cái nghiên cứu của anh đấy. Đấy thì không biết là mọi người có câu hỏi gì không, thì đợt tới này mình sẽ cùng kết hợp với anh ấy, mình sẽ mở ra những cái khóa đào tạo và mình sẽ là cùng anh ấy sẽ training mọi người. Nếu như mọi người quan tâm đến cái khóa đấy thì mọi người có thể nhắn tin cho anh Ngộ để đăng ký, thì mình sẽ sắp xếp thời gian mình sẽ lên cái chương trình đào tạo. Mọi người có hai cái chương trình, một là chương trình mọi người có thể học trực tiếp anh đấy bằng tiếng Anh nếu như mọi người tin vào cái khả năng tiếng Anh của mình có thể hiểu được, còn nếu như không thì mọi người có thể học cùng với mình và anh ấy cùng nhau để đào tạo các bạn. Okay, Professor Mohammad Ihaku, can you show me some the content for your course with Vietnamese people? Okay. Because we need to tell them what you are teaching in your course. Okay, I'm going to share. So that is my channel, Academy channel, and I'm going to show you the course about what I am. Thì đây là cái kênh một cái kênh Telegram của anh ấy có 1319 cái subscribe.
So that is the first course. I am offering the three courses. Thì anh ấy có ba cái course. Okay. That is a binary option price action course in which the candlestick development ranges. It means that each and every topic about the price action which the trader needs, I am clearing in this course content. The psychology of the candlestick, the trends, the chart reading, the support and resistance, the higher high lows, Elliott waves, and strategies I am giving in this course. Thì trong cái khóa về về binary option price action đấy, thì đây là cái nội dung của cái khóa đấy. Thì đây là tất cả những cái kiến thức chính mà sẽ được truyền đạt trong cái khóa đấy. Mọi người sau khi học xong sẽ có được những cái kiến thức rất là vững về nến này, về các cái đoạn phát triển của thị trường này, các cái kiểu dạng nến đảo chiều này, đọc được những cái dâu nến, thân nến, rồi các cái kiểu nến tiếp, các cái kiểu dạng thị trường tiếp tục, của tâm lý nến, tất thần thật về nến, và mọi người có những cái hiểu biết về hỗ trợ kháng cự này, và có tới hơn 20 cái khái niệm master S&A concept. Thì hôm nay anh ấy chỉ bật mí cho chúng ta mới có một hai cái khái niệm về S&A, và như anh ấy chia sẻ đấy thì anh ấy còn rất nhiều các cái khái niệm về cái đấy nữa, và cũng như là tất cả những cái chiến lược, cũng như là về cái việc cái LMBO reversal, là cái này là cái công thức riêng của cái viện anh ấy nghiên cứu ra cái chiến lược đánh như vậy, thì anh ấy sẽ đưa ra luôn những cái đấy và có luôn cái setup ở trên MT4 để cho mọi người có thể dùng đấy như là một cái indicator để mọi người có thể giao dịch trên đấy. Okay, so now you can talk about a little bit about the second course about the volume analysis, because as I know you are one of the master of the volume analysis. Okay, so volume spread analysis and delta river in binary option only, I am the one who is giving the education about the volume analysis, about the binary options. Thì cái khóa học về cái phân tích về cái khối lượng để ứng dụng trong binary option đấy, thì nó sẽ gồm những cái kiến thức như mọi người có thể quan sát thấy ở trên cái màn hình ấy ạ. Okay. If you have a 50% winning ratio in a price action, when you learn the volume analysis, it will turn into 90%. Tức là nếu mà chúng ta có 50% cái cơ hội thắng ở trên binary option, và sau khi chúng ta học về volume ấy, thì chúng ta có thể tăng cái cơ hội đấy lên là 90%. Okay. So there are so many topics. We will measure the power of candle. Có rất nhiều các cái topic, và chúng ta sẽ học một cái gọi là power candle, tức là cái sức mạnh của nến, hay là mọi người ở Việt Nam mình hay gọi là xung lực nến đấy ạ. Thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp rất là tuyệt vời để xác định cái xung lực nến đấy. Okay, can you explain more detail how we can I'm giving you the one query here, and if you will understand all about the what is in the course. So that is here. So these are the two candles. Ask from your traders which is the stronger one. Đấy, ví dụ như chúng ta có hai cây nến như thế này, thì bây giờ hỏi tất cả mọi người là cái cây nến nào mạnh hơn cây nến nào ạ? So both are looking stronger. If we are looking at the shape, the both candles are looking stronger. Nếu mà chúng ta nhìn về hình dạng của nến thì hai cây nến này là như nhau, đều mạnh như nhau. When we add the volume of this candle here, the volume is increased from the previous bar, and for this candle, the volume is decreases from the previous candle. Now it very clear that this candle is not stronger. This candle is most stronger because inside hidden truth of the candle, which we can get from the volume. Thì nếu như mà chúng ta kết hợp thêm volume vào, thì chúng ta trong hai trường hợp này chúng ta sẽ phân biệt được, chúng ta sẽ có một cái hidden truth, tức là một cái sự thật ẩn giấu ở bên trong cây nến đấy, chính là khối lượng. Khối lượng sẽ nói lên được là cái cây nến đến mạnh hay yếu. Còn về pricing thì rất khó để có thể phân biệt được hay đoán được cây nến nào mạnh hay yếu. Okay. Okay, so there is a quote about the volume and price action. So you can understand volume, price action is a gun and volume is a bullets. If they combine, then it will make an explosion, like a complete setup of trading.
Đấy thì nếu như mà price action là khẩu súng thì volume nó như là một cái bullet là giống như là đạn hay là ấy, thì khi kết hợp lại với nhau ấy thì hai cái đấy nó sẽ nổ. Còn nếu như một cái thì cái câu nói này là cái câu nói rất là bất hủ của Anna Collin. So I heard this sentence from the very famous author of the volume analysis, Anna Collin, right? Yes, that is Anna Collin. Yes. So We will I will give the volume analysis with introduction, basics, principles, application, trend development. So there are 40 signals in a volume analysis. It means every second to third minute you will get a signal to trade. Tức là với cái việc mà phân tích bằng khối lượng ấy thì trong cái khóa học này mọi người có thể có được tới 40 cái tín hiệu giao dịch. Mọi người có thể có được cái 40 cái tín hiệu giao dịch và mọi người có thể giao dịch bằng cái này, bằng có 40 cái tín hiệu giao dịch. So after learning from my courses, I'm just going to show you the my student histories when they are trading in a real account. And this slide I'm going to show you. Đây là một trong những cái kết quả của những học viên mà sau khi học xong những cái khóa học này thì họ đã có những cái kết quả giao dịch rất là tốt và họ đã gửi lại những cái feedback cực kỳ cho cái feedback rất là tuyệt vời cho anh ấy, và anh ấy tổng hợp thành một cái file và anh ấy có thể là cho mọi người xem. Đây là cái kết quả giao dịch của những cái học viên của anh ấy khi mà họ đánh bằng real sau những cái khóa học này, thì cái kiến thức của họ và họ đánh như thế nào. Okay, can you show them more? Okay, here, these are my students and these are the histories of a student. Đấy, tất cả rất là nhiều các cái giao dịch của các cái sinh viên sau khi được học xong thì anh ấy thì đã có những cái feedback rất là tuyệt vời về cái việc giao dịch đấy, và anh ấy đã tổng hợp thành một cái file rất là nhiều. Và em cũng nằm ở trong một cái nhóm học viên của anh ấy và có những cái lời ca ngợi cũng như những cái rất là lời cảm ơn của những học viên anh ấy đã gửi cho anh ấy rất nhiều các cái lời cảm ơn. Vì thực sự là những cái kiến thức anh ấy chia sẻ nó đúng là hiệu quả và nó mang lại những cái lợi ích thực sự, chứ không phải là chỉ để mang ra để nói gọi là cho vui, dạy để cho vui thôi, thì không có. Thực sự là nó ứng dụng được và đúng là em rất là biết ơn anh ấy, bởi vì từ khi mà em được học cùng anh ấy, được tiếp xúc, được làm việc cùng anh ấy thì em đã cái kỹ năng trade của em, tất cả những kiến thức của em nó thực sự là nó lên một cái tầm mới, nó hiểu sâu về bản chất hơn tại sao lại như vậy. Còn ví dụ như hôm nay anh ấy có nói mọi người về cái bản chất của 50% cái cây nến đấy là cản hay hỗ trợ kháng cự ấy. Nhưng mà thực chất ở bên trong cái lý do đấy là gì thì em chắc là mọi người sẽ không hiểu tại sao như vậy. Nhưng mà sau này thì em sẽ chia sẻ mọi người. Ok, can you share this for yes, the... Yes, I am sharing with you in group. In your group, I am going to share this one. Okay, I'm không biết sharing, là mọi người... I'm sharing with you, then you can give them. Ok. Ok, and không biết là mọi so người... This is my academy and the last one. So this is academy. Once you join the course, you have a lifetime support. When you have a problem about the trading, I will solve your problem. So this here my academy, secret group, Isaac Binary Academy, and we have 135 members today. Thì khi mà chúng ta join vào cái khóa học của anh ấy thì chúng ta sẽ được đưa vào cái group của cái viện này. Thì trong này hiện tại có 135 member và em cũng ở trong này. Thì cái này sẽ được gọi là lifetime support, tức là sẽ được là support trọn đời ấy. Tất cả những cái nghiên cứu mới của anh ấy sẽ được update lên đây cho những học viên, những cái nghiên cứu về những cái chiến lược mới, cách đánh mới như thế nào đấy thì luôn luôn được update lên đây để cho những người mà khi mà đã là học viên thì sẽ được học trên đây. Và trên đây thì có những cái rất nhiều các cái lời ca ngợi và những cái lời cảm ơn đến từ các cái học viên của anh ấy về những cái kết quả mà sau khi mà họ ứng dụng những phương pháp của anh ấy chia sẻ thì họ có những cái feedback rất là tuyệt vời. Okay, so I think it's enough for your introduction with the Vietnamese people. They are more understand about you and your economy. So I hope that in the future we have more opportunity to cooperate with you. And I hope the more Vietnamese people who can study with you. Okay, and I will try to. I'm thankful to you. And also, I'm thankful to you. You gave me introduction with your people, so I'm very thankful to you. Okay, this is my pleasure. Okay, thank you very much. Không biết là mọi người có còn ai có còn câu hỏi gì không nhỉ? Mọi người có thắc mắc gì mọi người có thể hỏi cho chuyên gia, vì thực sự kiến thức của anh ấy rất là thâm sâu và rất là nhiều cái thứ mà mọi người có thể. Okay, brother, have someone who have a question. Yes. He still the confused about the white rainbow candle. Okay. So can you repeat again?
Okay, so wide range slowly bar. Because okay, yeah. The wide range bar candle is a, like a big candle where you see here when you will be able to understand the wide range bar when you see the two candles are unable to break the high or low of the candle, then you can calculate it's a wide range bar. So that is a candle, and wait for 2 minutes. Okay. Wait for 2 minutes. When you see that the two candles are unable to break the level, that you can consider it's a wide range bar. Tức là khi mà như thế nào là tính là một cây nến wide range bar. Cái nến wide range bar thì là một cái cây nến mà bạn đợi thêm 2 phút sau mà hai cái cây nến vừa mới hình thành đấy không vượt qua được cái đỉnh thấp nhất và cái đỉnh cao nhất của cái cây nến đấy thì được cây nến đấy được tính là wide range bar. Okay. Okay. So again, if you find a big candle, it's not a wide range bar, but the wide range bar candle when we conclude when you see it's not breaking the high and low of the candle, next two candles if not broke, then we can consider it's a wide range bar. Otherwise, we will never consider it's a wide range bar. Here we are considering because of our setup. Tức là cái việc xác định một cái cây range bar nó rất là quan trọng ở cái điểm là có những cây nến nó cao lớn hơn cái cây nến này nhưng không tính là wide range bar. Wide range bar sẽ được setup được hình thành khi mà có hai cây nến không thể vượt qua được cái đỉnh thấp nhất và cái đỉnh cao nhất và cái đáy thấp nhất của cái cây nến đấy thì đấy được tính là wide range bar, một cây nến wide range bar. Okay, thank you for okay, the making more understand about the what kind of the wide range bar candle. Không biết là mọi người còn câu hỏi gì không nhỉ? Okay, về cái phí cho cái khóa học thì nếu bạn nào quan tâm thì có thể nhắn tin cho chuyên gia Minh Ngộ thì anh ấy sẽ có cái buổi trao đổi với mọi người. Mọi người có hai cái khóa học nếu mọi người quan tâm. Một là khóa học trực tiếp từ anh ấy bằng tiếng Anh 100%. Khóa học thứ hai sẽ do mình và anh ấy cùng nhau training mọi người. Và mọi người sẽ được cái lifetime support về sau này update tất cả những cái chiến lược cũng như những cái về sau này tất cả mọi thứ. Okay. Okay, brother, I'm going to share this video with you that you can share with your peoples. Okay, I will. Không biết là mọi người còn ai còn câu hỏi gì không? Đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời đấy. Mình hy vọng là mọi người hãy hỏi thêm về kiến thức điệu, hỏi thêm về nến, hỏi thêm về kiến thức. Thì anh ấy sẽ share cho mọi người rất nhiều cái tuyệt vời đấy. Bởi vì nó không phải là cái mọi người có cái cơ hội có thể gặp được những cái cao thủ thực sự như này đâu. Để mà có thể chia sẻ cho mọi người những cái setup có thể kiếm được ra tiền ngay đâu. Brother. Yes, brother. Have someone who have a question about the volume at the SNR. So can you say us a little bit about the volume, the effect of volume at the SNR level? Yeah. Okay. So the volume, how we can know that this support and resistance will work or not work with the volume analysis. Okay, I'm going to show you here. Just to know any support or resistance level first, and here look at. Okay, here. So when you see that marquee is near to the level and there is a rejection from upper side in the candle and volume is near to the level, if volume decreases from the previous bar, then it will continue. If the volume increases on this wick from this bar, then it will reverse from here. Otherwise, it will continue. So it's showing that the rejection on this candle is not enough to create a red candle. So this rejection have a lower volume from the previous bar. It's a sign of continuation. Now you see in this candle have a bigger rejection than the body and volume increases from the previous bar. It's a sign that in this candle, the sellers enter and sellers will continue from here. So you mean with the candle at the SNR level, if we
this is the SNR level, right? Okay. For example, and if the volume of the this candle is less than the previous candle. Yes. Then so this means this is the sign of the continue. Yes. Right? Yes. And if at the SNR level, the volume is increasing. Yes. And this is a sign for the reverse of candle, right? Yes. And candle must close on the level, under the level. Yeah. Và tức là anh ấy nói là khi mà trong một cái tại một cái cản mà cái khối lượng của cái cây nến mà chạm cản đấy giảm hơn so với khối lượng của cái cây nến trước đấy thì đấy là cái sự báo hiệu của cái tín hiệu continue. Còn nếu như mà tại cái cây nến đấy đóng tại cản mà cái khối lượng nó tăng cao hơn cái so với nến thì đấy là tín hiệu của reversal. Okay, can you explain more detail about this for them? So these two are examples. The candles are closed under the resistance level. In this one, the volume increased from the previous bar. So in this case, the next candlestick will close down. And here, volume not increasing from the previous bar, the next candlestick will close up from here. Đây thì đây là một cái setup về cái khối lượng và nến tại cản. Thì nếu như mà cái cây nến đóng cửa tại cản đấy, cái khối lượng nó tăng so với cái cây nến trước đấy, thì đây là một tín hiệu của đảo chiều của cây nến đó. Ngược lại cũng tại cản đấy, mà cái khối lượng lại nó là giảm dần, cái khối lượng này nó giảm dần, thì cái cây nến đấy, cái cây nến sau sẽ là cái cây nến gọi là uptrend, gọi là continuation, tức là cái khối lượng tiếp tục, tức cái xu hướng tiếp tục ấy ạ. Ok. So, if I got to any other concept here, look at here. There is a level, there is a wick on the level, and volume increases from the previous bar. So volume increases, you see the red candle enter. So that is a clear sign. Okay. Thì mọi người có thể quan sát thấy là trong cái đoạn này đây thì cái cây nến hình thành đây, cái khối lượng nó tăng hơn so với cái cây trước đấy, thì sau đấy là nó cái cây nến này chính là cái tín hiệu của reversal, tức là cái cây nến của sự đảo chiều. Okay, another concept is there when the first candle is a small one and first candle is small one, another candle, the volume of the candle is higher and the another candle is bigger one and volume is similar, it's called the anomaly, and this is a signal that next candlestick will close down on the resistance level. Đấy thì trong cái trường hợp này cũng vậy thôi, khi cái chu nến nó tăng nhưng cái khối lượng nó giảm tại SNA thì mọi người có thể thấy rằng là sau đấy thì cái cây nến sau sẽ là một cái cây nến đỏ. Thì thực ra là về kiến thức về khối lượng ấy, nó rất là nhiều kiến thức, và thực sự ngay bản thân em cũng là người đang được học về khối lượng, và em thấy nó rất là nhiều cái kiến thức và nó có thể ứng dụng được rất nhiều các cái thị trường, chứ không phải đơn giản là trên thị trường BO. Và anh này là một trong những người đầu tiên mà ứng dụng cái volume vào trong giao dịch BO. Okay, so you ask me about the video, I will share with you the trading video in live trading, that how I am trading, taking the trades on the volume analysis. Okay. So I will share with you a video. That is a 40-minute video, and in the 40-minute video, my students on the volume analysis, he is taking trades. So that will be helpful for the members that they are asking about the volume. Okay. Okay. So anh ấy sẽ chia sẻ cho mọi người cái video, và anh ấy và học sinh của anh ấy đánh bằng cái phương pháp phân tích bằng khối lượng ấy ạ, trong cái live trade đấy cho mọi người xem. Mọi người xem cái cách đánh của anh đấy, và mọi người nếu như brother, can you show them the YouTube channel? Because as I know in your YouTube channel, I am sharing a link, and also I'm showing you the YouTube channel. Okay, it's my YouTube channel. So here you will find my YouTube channel, and I'm going to share here. Thì trên cái kênh YouTube của anh ấy có rất nhiều các cái việc anh ấy đánh live, trade live và trade bằng volume.
rồi có những cái kiến thức chia sẻ về rất là hay về cản, về khối lượng. Tại vì một trong cái mà em muốn mọi người, tại sao em tổ chức ra cái này và em muốn mọi người đang đi, em biết là trong đây rất nhiều người đang đi quanh quẩn, đang đi tìm kiếm những cái học tập. Và bản thân em cũng là người như vậy, em khát khao học tập và em khát khao tìm kiếm học tập. Em cũng đã giống như mọi người, cũng có những cái khóa học em chỉ mất tiền oan thôi, chả học được cái gì. Và em cũng không muốn mọi người lặp lại những cái sai lầm của em. Cho nên đấy là lý do em phải tìm được những cái người thực sự có năng lực, có tài năng, thực sự làm cho em khâm phục, để em có thể giới thiệu cho mọi người. Và em tin chắc rằng những ai sau này có cơ hội được học cùng anh ấy thì chắc chắn mọi người sẽ hiểu được cái ý nghĩa của cái việc làm của em ngày hôm nay. Còn nếu như mà chỉ có giới thiệu hoặc nói thì thực ra nó cũng chỉ là quảng cáo thôi. Nhưng mà thực sự ai mà có cơ hội được học với anh ấy thì mọi người sẽ hiểu được là tại sao anh ấy lại nhận được cái sự khâm phục lớn từ em như vậy. Đấy, ok. So that is a YouTube channel and this is a link I shared in your group. So they can join the channel, okay? So they can join every, so many videos are there about the trading. So you will find so many trading videos, so many other explanation videos, everything is on the YouTube channel. So there are so many videos, more than 70 to 80 videos are in the YouTube. So these are the videos, okay? Thì anh ấy có khoảng từ hơn 80 cái clip mà trên này nói về volume, price action này, tất tần tật là anh ấy đã đưa hết lên đây rồi và nó được public rồi. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là những cái public về những cái cơ bản thôi. Còn thực sự là theo em biết thì anh ấy có rất nhiều các cái bí mật, và cái hay của anh ấy là anh ấy có một cái viện và anh ấy luôn nghiên cứu cho sinh viên, luôn luôn nghiên cứu tìm hiểu những cái setup mới để update cho học viên của mình. Cho nên là những cái đấy mà ứng dụng vào trade thì thực sự là rất hiệu quả. Okay, thank you very much. Thank you so much. I will share with you this video. Okay, thank you so much. Okay, thank you everyone. Okay.